người rau đầu gối nè. Dạ, em xin nói trước. Đó là cuối cùng. Được, tốt, sáng mà tốt. Vậy tất cả mọi người vô đây mình chụp cái này. Không có bị đau hoài khi lâu lâu á, lên thang lầu á, nó mới đau, nó nhức. Chứ còn thường thường đi dưới thì nó không có đau. Chỉ lên thang lầu nó mới đau. Mà thôi giờ bây giờ anh nhắc cái giò lên đi, nhắc lên. Bây giờ anh dậm đi. Dạ. Giờ anh dậm đi. Chứ không? Ở Phan Thuột thì con bị bọc lem, em bị bọc lem cái đầu gối, tức là cũng 15 năm nay em đã mổ 4 lần. Thì trong cái thời gian quá trình mà thời gian gần đây đó thì em bị rất là đau, là nó bị sưng, đi nó cũng đau và chạy nó cũng đau. Thì vừa rồi em có chích một cái mũi thuốc chích nhờ vô thì nó giúp đỡ một phần nào thôi, nhưng nó vẫn còn đau. Rồi, bà có hiện nay có sưng không? Cũng còn sưng, vẫn sưng. Mình sưng nhiều. Rồi, bây giờ ngồi xuống đứng dậy đi. Tới cái chân này thì ngồi sát xuống, như chân này tới đây là hết rồi. Hết rồi. Rồi, đứng dậy đi. Rồi bây giờ co chân thử coi. Co cao lên. Tới đây là hết rồi. Lên nữa không? Rồi còn cái co cái kiểu hồi nãy thử coi, co vậy không? À, tới đó thôi. Dạ. À, còn cái chân kia thì co lên cao được. À rồi, được rồi. Rồi con tên là Nguyễn Thị Hồng Điện, con bị đau đầu gối 3 năm. Đi đứng nằm ngồi khó khăn, đứng lên ngồi xuống khó khăn. Rồi, làm thử đi. Hôm nay thì bên này bị sưng. À, sưng luôn. Rồi ngồi xuống đứng dậy đi. À, vậy thôi, ôi dạ. Đau quá hả? À dạ. Rồi. Chào. À, cái đó thì dễ hơn. Nhưng mà bây giờ hiện nay có sưng không? Dạ, bên này sưng. Sưng nhiều không? Dễ lên con. Rồi, ở đây hồi sáng có gửi mấy cục đá. Rồi là tôi tên là Nguyễn Văn Thở, có biệt danh là Lê Nguyên. Cách đây 30 năm đó, khi mà đi học võ nghệ, thì trong một ngày gọi là cao hứng, đá địch thủ nhưng mà đá bụt, thành ra đứt cái dây gân ngay cái meniscus á. Thì bác sĩ chích cho một cái mũi thuốc vào cái xương lên cục to phải to. Rồi chừng mấy tháng sau thì bác sĩ nói phải mổ. Thì cái điều đó là điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi, tức là không bao giờ mổ. Tại vì sau khi mổ xong đó thì nó còn đau hơn. Thì thời gian về sau này đó là cứ mỗi lần đứng lâu một cái là nó làm như có 1000 con kiến nó bò từ dưới nó bò lên nó cắn. Là cứ lúc nào cũng phải cử động hết, không cử động là nó sẽ và nó tê liệt toàn bộ. Rồi bây giờ ngồi xuống thử coi. Ngồi giống. Ngồi giống nữa, ngồi giống. Khỏe chứ. Ngon lắm. Thì như đã nói, nó đau khi mà mình đứng một thời gian lâu và nó rất. Nhưng mà nếu vô trong trường hợp á, anh đi bộ, anh đi xa một chút là anh có thấy mỏi chân phải ngồi nghỉ không? Cách đây khoảng chừng 10 năm, thì em đi bộ chừng một cây số thì phải nghỉ 15 phút. Đúng rồi. Sau đó đi một cây số lại nghỉ 15 phút nữa, nhưng mà từ hồi sau này họ giờ trong cái chương trình học võ đó thì họ nói là cái cách đi đứng của em nó sai, họ mới sửa lại. Thì từ ngày mà sửa được cái tướng đi đó thì có thể nói rằng là đi một ngày không có như vậy. Tức là nhờ cái cách trong cái trường học họ chỉ cho mình cách đi đứng. Thì cái đi đứng thì rất là như thế này, nếu mà nói ra thì tất cả mọi người cũng hồi nhỏ đó em là có nhà nghèo. Phải đi buôn bán nặng nề, phải gánh 2-3 thùng nước. Thì cái tướng đi của em để cho nó hoặc là cho nó ướt vàng đó, thì phải đi theo kiểu như vậy, chứ không thôi là sẽ té. Và cái sự đi như vậy nó làm hại cho cơ thể của em. Là tại vì khi đi bác sĩ nói là cái bàn chân của mình á, nó cấu tạo bằng 3 cái bắp thịt. Khi mình đi như vậy đó là mình chỉ sử dụng có 2 bắp thịt bên ngoài, thịt bên trong nó không sử dụng được. Rồi. Thì càng ngày nó càng teo đi. Thì đến năm nào đó đến khoảng chừng giờ nó to. Bây giờ đi đúng rồi. Thì sau đó khi mình đi như vậy thì khoảng chừng mấy chục năm sau thì bắp thịt bên trong nó sẽ teo đi, đúng nó tự động nữa. Và hai bắp thịt bên ngoài nó sẽ không đủ sức để
để khiêm thân hình của mình. Thì như vậy đi khoảng một tiếng đồng hồ là bắp thịt nó đau lắm, đau đến mức độ là không tưởng tượng được, là phải ngồi nghỉ. Và từ đó bác sĩ bác cũng nói là đi ra bác sĩ bảo là bây giờ phải đeo một đôi giày bên cao bên thấp để cho cái chân mình nó thẳng. Là nhưng mà trong cái bài học võ thì nó bảo là khi mình đi đó thì không nên giống như là sạc lô chắc đi sắp đi đi như vậy. Cái đó là cái sai lầm lớn nhất của tất cả. Mà hầu như tất cả người Việt Nam nào, nhất là phụ nữ, cũng hay đi kiểu này lắm. Đó là cái sự sai lầm. Và sau đó bác sĩ nói là phải đi như là đi hành quân, có nghĩa là một ngày phải đi 300-400 cây số và đi như hành quân, phải đi như thế này. Và đi như vậy một ngày đi 300 bước và tốc độ lên 300 bước, 400 bước cho đến 1000 bước một ngày thì không bao giờ bị mệt. Và từ hồi tập như theo kiểu đây ok ngày. Bây giờ anh ngồi xuống đứng dậy có đau không? Không đau. Chuyện nào đi ra tức là cái mình không có chữa được cái không cần đâu. Vì nó còn đang phim, mình làm nó sẽ động. Bây giờ mình làm cái này á, thì nó sẽ hết phim, thì lúc đó mình sẽ sử dụng, mình chữa. Thấy không? Rồi, một cái nữa là cái dáng đi nãy anh nói á, là thực ra là mình đã học mấy ngày nay là học cái phương pháp liệu pháp macule đó. Tức là liệu pháp nhậm gót. Thu gót đi kia, để cái chân nó nhón lên cho nó cao, nó đi á. Cho nên đó là chân cảm sau này là bị cái suy giãn tĩnh mạch hết. Thế ra là cái mà đi đúng ấy, là đi bằng gót, cho nên nó là giống như đi quân đội đi vậy đó. Thấy không? Thế còn nếu mà đi mà theo một tay ấy, đi quân đội đơn giản là chân phải dài, phải dài nè. Thấy không? Thì nó mới điều chân được. Thì nói cái đó là mọi người hiểu rồi. Còn riêng cái mấy cái trường hợp viêm tôi nhắc lại là bây giờ chúng ta phải làm cho nó hết viêm. Thế ra là hai người này một chút xíu ấy, là cô này nãy là đứng lụng cụng là cái do nó đau do viêm. Chút xíu á, tháo đá ra là cậu phải đứng dậy dễ dàng. Hiểu chưa? Thì lúc đó nó sử dụng. Rồi xin mời tiếp. Nhớ nha. Nó không bao giờ bị phỏng. Ngay cái gút cũng vậy. Nhân dịp này tôi dạy luôn cái đó. Ví dụ như gút mà đang bị sưng nó bây giờ để vô không bao giờ bị phỏng. Nó mọi người dở lên á, nắm đá dở lên thì thấy nó tái ở phía dưới, dở lên. Thấy nó tái hết chưa? Thấy chưa? Thấy chưa tái hết không? Nhưng mà xung quanh nó đỏ hết. Nhưng mà không phỏng. Mà khi mà cái gì mà để cái này một ngày hai ngày vài ba lần á mà thấy nó phỏng là cho nó hết viêm. Còn viêm là không phỏng mà hết, mà đã phỏng thì hết viêm rồi. Nhớ nha, mà hãy đã phỏng rồi thì mình không xài nữa, mình lấy ra. Và khi phỏng á thì nó có một cái đặc biệt là cái vết phỏng ở trên cái dùm da mà chỗ bị viêm á, nó sẽ tạo ra một cái phản ứng hóa học là nó ức chế luôn cái những cái chỗ đó. Thành ra là có lợi cho mọi hại. Lúc đó mọi người chỉ lấy một chút xíu kem gì đó bôi lên thôi. Và nó không có bỏng bỏng nặng đâu. Nó chỉ bỏng ngoài da giống như mình xước da lúc mình chơi mình tậy. Không, em tên là Kim Lan, ở gần Hàn Quốc. Em đang bị đầu gối cách đây cũng 2 năm mấy, phải tập nhảy đầm. Nhảy lên cái nó sụm luôn. Cái giờ nó bị kiểu atho rồi, nó bị mòn. Rồi, bây giờ em ngồi xuống, ngồi lên ngồi xuống. Đau khổ vậy hả? Rồi đứng dậy rồi ngồi xuống lần nữa cho thấy cái khổ đau cái nào đó. Mọi người thấy lúng khoáng rồi đứng dậy đây đó. Rồi bây giờ dở co chân co đồ thử coi sao đó có đau không. Rồi được rồi, xin cảm ơn. Bị lắp chỗ này nhưng sau đi tập thể dục nó đỡ rồi. Tập cách đây 2 tháng thì bị chân cho trên này. Dạ. Thì khoảng chừng đi bên tập bác sĩ thì nó cũng đỡ một phần, nhưng mà đi vẫn còn khó khăn. Dạ. Giờ ngồi xuống đứng dậy coi. Dạ, ngồi xuống thì cũng yếu dở. Nói dở thôi. Dạ, cũng rất là dở. Ok. Không, cái chân gốc là kiểu vậy, chưa được nữa. Rồi làm thử, làm chút xíu mình làm khác. Dạ. Ok, rồi đó, vậy là khó phải không? Dạ. Rồi. Thì cách đây 1 năm á, tự nhiên em có cảm giác như là trong cái đầu gối của em ấy nó... Yêu cần riêng nó không có cái ọt mùng nữa rồi. Cái em đau. Đau mà tới một lúc em phải đi MRT á. Thì em phải dùng 2 lọt đích của kinh em đi, nó đau như vậy. Sau đó thì em uống nó bị viêm, thành ra em uống thuốc đau nó hết, nhưng mà em thấy là nó vẫn chưa có khỏi. Rồi bây giờ ngồi xuống đứng dậy khó ha. Dạ, vướng ha. Dạ. Rồi bị bao lâu chứ? Dạ, thương một khoảng năm nay ạ. Năm nay rồi, sao mọi người ngồi được rồi. Rồi xin mời. Đi vào thực tập thì cách đây khoảng 3 năm thì
bị ở Việt Nam gọi là trật gân bên đầu gối bên phải. Rồi. Thì có đi trị của bác sĩ Đức, physiotherapy đủ thứ, thì nói chung là nó cũng bớt. Thì xong thì tôi có tập thêm một số động tác của bên tài chi, thì nói chung qua lời nó cũng đỡ. Nhưng chỉ con cái nếu mà tôi đi về quá thì có một cái bắp thịt nhỏ xíu ngay đầu gối này, nếu đi nhiều á thì nó bị lệch xuống, thì tôi phải lấy tay tôi đẩy tôi lên. Thì lúc đó thì nó bình thường mà nó còn nó hơi đau, nhưng mà sau một thời gian mà đi tương đối là không có ngán lắm thì nó đỡ. Nhưng mà điều cái tình trạng mà cái thịt lâu lâu mà nó bị như vậy. Thật ra tôi chỉ ngồi xuống đến vậy thử coi. À, cứng vậy ra hả? À, đó à, rồi đứng dậy à, rất là cứng phải không? Rồi mời chị ngồi. Rồi thì phải mổ, thì cái vết mổ hồi xưa là người bác sĩ Đức đó, họ mổ cái vết rất là dài mà cái sẹo nó cũng khá lớn, thì ra không biết là đó, ví dụ nếu mà trời lạnh ra thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Thì không biết nó có ảnh hưởng gì tới cái xương hay là tới cái bắp thịt hay là chân gì kệ đó. Nhưng mà còn đau. Rồi. Em tên Vũ, em ở ông Phúc này. Em thì bị đau đầu gối bên trái. Là khi em đi lên thang lầu thì nó làm như là nó bị khô ngay cái giữa cái đầu gối. Đi nó hơi cập. Nhưng bây giờ em ngồi xuống đến vậy coi. À, nó cũng hơi cứng nha. Nghe tắc tắc. Rồi nhưng mà em đi thử coi. Chứ nó không chịu nổi với tôi với đồ gối. Thôi cũng được. Ra ngoài. Bây giờ là đi chung với bác Tư thì khoảng hơn một năm nay thì em đi cái chân rất là đau. Đi bác sĩ kêu là bonsai và phải mổ. Nhưng mà tới nay thì em chưa có mổ. Nhưng mà đi bộ phải chỉ 100 thước thôi thì không đi nổi. Rất là đau, phải nghỉ tí xíu. Nhà thì ở lầu 5 mà mỗi lần đi làm về từ ở dưới đi lên thì phải nghỉ 3-4 lần mới lên được tới trên nhà. Vậy cái đầu gối đâu có gì? Không, cái bị cái chỗ này. Không, hôm qua là cái bệnh nát đã chữa thấy đỡ chưa? À, có đỡ ạ, nhưng mà nếu như là vài lần nữa thì tốt hơn ạ. Con người sao mà tham lam ghê. Không phải, con người gì tham lam quá. Không phải đâu thầy, bởi vì là giống như một tờ giấy bị nhầu, khi mình vuốt một lần nó không thể thẳng được. Ôi giời, kinh. Ôi giời, hãy đây. Cái giấy tâm, giấy 500 hay giấy 50. Sao? Ngoài sau này, mình sẽ để vô L4, L5, L5X1. Thì mình làm đây, mình gây tê luôn, chút xíu ông hết biết gì luôn. Nè. Rồi, còn đi dành cục kia thôi. Rồi. Rồi. Cách đây chắc 10 năm rồi. Khi đi xuống cầu thang thì cái chân, cái đầu gối trái nó cứ như là bị tung ra. Đi khám bác sĩ nó cho cái băng đa giờ cũng không phải thuốc thang gì. Thế sau khi một tháng đeo thì là nó hết. Nhưng mà cứ tới mùa đông là bị, cứ tới mùa đông. Rồi. Và bây giờ là nếu như ngồi mà coi là vẫn... Ngồi đi. Tức là... À, ra vậy này. Thế, là nó không ngồi được đấy. À, trong cái điều trị này chỉ tạm thời thôi. Cái chính của em là phải chườm đá. Hồi đó có chườm đá không? Tối qua có chườm, nhưng mà chườm lưng. Rồi, em lại thứ này. Cảm giác mọi người bây giờ em thấy nó không có đau mà làm như nó bị nó. Nó tê rồi. Nó chết rồi. Nó chết rồi em. Rồi ngồi xuống đến chạy không sao. Đây, sâu vô thương chưa được em, hồi khá chút nữa. Rồi, ok. Vậy là có thể, bây giờ thấy khác rồi phải không? Dạ. Sao? Bớt đau rồi phải không? Bớt đau mà ngồi sâu xuống được. Được rồi. Khoan, đó. Tại vì mình mới chống viêm thôi. Bây giờ mới chữa. Rồi, được rồi, ngồi kia khỏi. Cảm giác lạnh thì không có còn cảm giác nữa. Nhưng mà để thử ngồi đi. Đừng có nghĩ vào. Chấm đất luôn. À, sao là khác em? Khá hơn chứ. Rồi. Nhưng mà thấy dễ chịu rồi em. Rồi tôi ngồi xuống đi. Rồi, những người nào chữa cho ngồi lên ha. Bây giờ thấy dễ chịu không? Dạ,
Ok rồi, xin mời em. Ngon lành hả? Sướng, rồi, rồi. Ngon lành hả? Rồi, xin mời, cảm ơn. Rồi, em lấy thứ này. Cảm giác mọi người thì bây giờ em thấy nó không có đau mà làm như nó bị nó tê rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi hả? Rồi ngồi xuống đến chạy không sao? Đây, sâu vô thứ chứ được hả? Ngồi khá chút nữa. Rồi, ok. Vậy là có thể, bây giờ thấy khác rồi phải không? Dạ. Sao? Bớt đau rồi phải không? Bớt đau mà ngồi sâu xuống được. Được rồi, khoan, đó. Tại vì mình mới chống viêm thôi, bây giờ mới chữa. Rồi, được rồi, ngồi kia khỏi. Cảm giác lạnh thì không có còn cảm giác nữa, nhưng mà để thử ngồi đi. Đừng có nghỉ vào. Thắng đất luôn. Nè, sao nè, khác em? Khá hơn chứ. Rồi. Nhưng mà thấy dễ chịu. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.